Bây giờ là 2 giờ chiều ngày 22 tháng 2. Đây thì nó đây vừa vào đây giờ nó có một cái hình thành đi xuống này. Này là thành cái M5. Coi qua cái M15. Đây sẽ cũng thấy nến. Nó chắc hướng nến này nó đang đi xuống. Còn cái M15 này thì cũng chưa rõ lắm. M5 này đây thấy nó đang đi theo một cái hướng xuống. Cứ nhìn kỹ kiểu này đi, rồi sau này nhìn thấy nó thì cũng có thể hình dung ra được. Đây, cái này cũng vậy. Với lại đây nè, đặc biệt cũng có cái cây nến này nè, chừa nguyên cái râu dài nè. Nó chừa cái râu dài này cũng quan trọng, nó cũng có thể rút xuống đó. Đây là một này mà 30 mà 30 này thì nó chưa rõ, thì bây giờ muốn coi mà 30 này nó như thế nào thì chờ 2 phút nữa, rồi nếu mà chắc hơn thì chờ tới 3 giờ. Rồi 2 phút nữa là đóng cây nến M30. 3 giờ thêm một cây M30 nữa. Thì khi đó là trên cái M15 này, trên M5 này thì nó càng rõ hơn. Trên cái H1 này. Bây giờ cái hai nến này rồi coi M30 đây. Ở bên M30 này thì nó cũng có một cái là mấy cái nến này nè, hiện giờ là nó vượt ra khỏi cái đường polyethylene màu xanh này. Nhìn ra bên cái H1 nó cũng vượt ra khỏi rồi. Cái cây nến kế tiếp là nó nằm hoàn toàn trong cái khu vực này, mà cây nến này là nó tạo thành một cái râu rất là dài. Thì nếu mà nhìn để nhìn trên cái H1 này á, nó có xu hướng xuống hay chưa là chờ tới 3 giờ. Chờ tới 3 giờ là nó đóng cây nến H1 này nè, rồi sẽ nhìn thấy được. Đóng cây này thì sẽ nhìn thấy được là tình hình. Nó đóng cây này thì mới nhìn lui qua cây M30, M5, M15 gì đó. Rồi giờ nhìn qua H4. H4 này thì nó chưa có hướng xuống. Nhưng mà mình bán là ví dụ nó điều chỉnh nó xuống vài đô là mình có lời rồi. Xuống vài đô, 3 đô, 5 đô là mình xem xét mình chốt. Chứ mình không có để lâu. Dài hơn nữa thì cũng chưa sợ. Trên cái H4 này nó thấy nó cũng còn muốn lên nhưng chưa có đường xuống. Nhưng mà không sao. Trên cái D1 cũng rút một cái cây có cái râu dài nằm vượt ra ngoài cái đường polyethylene màu xanh. Rồi cái cây này là hiện giờ nó đang xanh. Râu ở dưới của cái cây này rất là nhỏ, ngắn. Trên vô kép 1 thì nó hầu như chưa thấy râu. Cái râu của nó là nó quá nhỏ, không chưa nhìn thấy. Mà hầu như để ý thấy cây nào thì nó cũng có râu hai đầu, nó lú 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 rằng khớp đã thấy. Còn cây này thì chưa, thì có thể là nó cũng điều chỉnh lên, nó đang lên, cần lên một cái khúc nào đó rồi nó tiếp cũng không chừng. Trên cái D1 này thì chưa rõ lắm là lên, nhìn thấy cũng hơi lên nhưng mà chưa rõ, nên giờ tạm thời cứ bán ăn ngắn đi. Thì trên cái mà nè đốt nến tháng
tháng thì bữa nay là 22, 22 còn mấy ngày nữa, 22 tới 26, 26 này là đóng nến tháng, 26 là thời trung giờ thứ sáu nè, đóng nến tháng, thì nhiều khả năng từ nay tới bữa đó thì nó cũng xuống, thì chắc cũng không xuống mà lên nhiều, thì cũng chưa lên nhiều, cho nên mình mua bán cái 500 đô vào 0.01 thì không có vấn đề gì phải sợ, không thể nào mà nó đi giật lên mấy trăm đô từ cây nến mà nó lên mấy trăm đô được, cho nên chưa có sợ, không có gì phải lo. Mọi thứ thì nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà 30 mới vừa đóng cửa cũng chưa rõ, mới đóng cửa cũng chưa rõ, nhưng mà trên cái màn năm thì giờ tạm thời ăn ngắn, thì theo cái màn năm này nó còn xuống nữa. Ăn ngắn đu theo nó ăn, có mùa hố có bán hố thì nó cũng không có sợ. Canh tới 3 giờ coi cái nến hát mọc này nè, nó đóng cửa làm sao rồi mới suy qua cây, nhìn qua cây M30, M15, M5 để vào lệnh. Còn cái H4 này thì thấy nó cũng còn muốn lên, nhưng mà nó chưa có lên liền được, có thể là nó chưa lên liền được, còn phải lòng vòng, bữa nay mới thứ hai đầu tuần, cho nên cái từ từ không có gì hết. Cái 500 đô mà vào 0.01 là nó chạy ngược 500 giá mới tái lận, không nên cũng không có sợ, cứ vào lệnh thôi. Rồi tạm thời nhiêu đó.